cách xoa bóp giảm đau đầu cho người cao tuổi. Đau đầu là hiện tượng rất thường gặp ở người cao tuổi. Xoa bóp là phương pháp giúp giải tỏa căng thẳng, thư giãn và giảm đau hiệu quả. Video này sẽ hướng dẫn cách xoa bóp giảm đau đầu cho người cao tuổi. Quy trình kỹ thuật. Bước 1. Miết trán và day ở thái dương. Hai ngón cái áp sát nhau ở phần giữa trán, đầu ngón cái hướng xuống mũi, sau đó miết từ giữa trán ra hai thái dương. Kết hợp day và ấn hai thái dương, day 3 lần rồi ấn. Thực hiện động tác 5 đến 10 lần. Bước 2. Miết bờ lông mày. Ngón tay cái đặt ở phía trên bờ lông mày, ngón trỏ đặt ở phía dưới bờ lông mày. Miết ngón trỏ từ trong ra ngoài, ngón cái hướng vào bên trong đầu lông mày. Thực hiện động tác 5 đến 10 lần. Bước 3. Ấn huyệt toàn trúc. Có hai huyệt toàn trúc nằm đối xứng nhau qua đường sống mũi, ở hõm mắt, ngay dưới sát mép đầu trong của lông mày. Day 3 lần rồi ấn nhẹ, từ từ, giữ 3 đến 5 giây, sau đó thả tay ra. Lặp lại động tác day ấn 5 đến 10 lần. Bước 4. Ấn day chân tóc và một số huyệt. Đặt các ngón tay sát phần da đầu, ấn và day theo hình xoắn ốc, ấn, day hai bên đầu, phía xung quanh tai. Ấn, day một số huyệt. Dùng ngón tay cái day và ấn huyệt bách hội ở giữa đỉnh đầu. Dùng ngón trỏ và ngón giữa day và ấn huyệt phong trì ở hai bên hõm gáy. Thực hiện 2 đến 3 phút. Bước 5. Xoa bóp vành tai. Lấy ngón cái và ngón trỏ xoa bóp từ phần dãy tai cho đến phần đỉnh tai. Thực hiện 5 đến 10 lần. Bước 6. Bóp nắn cơ vùng cổ. Dùng hai tay luân phiên ôm sát cổ, xoa bóp cơ hai bên cổ. Di chuyển tay từ trên hướng xuống dưới và hai bên vùng tai. Thực hiện 5 đến 10 lần.